và cô Vân cũng hy vọng là Việt Nam sẽ chiến thắng được Covid. Thế bây giờ Covid đang có ở những tỉnh nào của Việt Nam nhỉ? Tức là Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội, còn đâu nữa hả Trần Quân? Quảng Ngãi và Hồ Chí Minh. Quảng Ngãi, Hồ Chí Minh.